tập 22. Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Vậy sau này... Vậy... Em nên gọi anh là em trai hơn? Hay là... Đi đâu vậy? Cảnh tượng trong những bức tranh này nhìn có vẻ quen vậy nhỉ? Bởi vì những nơi này là toàn bộ những nơi mà chúng ta đã từng đi qua. Anh thì chỉ muốn ghi hết chúng lại. Phòng tranh này thế nào? Rất tốt. Anh là nghĩ cất hết tất cả mọi ký ức của hai chúng ta vào trong tim. Anh đây là đang khai báo tài sản sao? Là tài sản sau hôn nhân. Đây là địa bàn của anh. Không cho anh chơi xe đua, anh còn chơi luôn cả trường đua xe nữa. Đi thôi, chúng ta đến nơi tiếp theo. Nơi tiếp theo. Đợi công bố tin kết hôn rồi là có thể chuẩn bị hôn lễ rồi. Vivi, em thích kiểu Trung Quốc hay kiểu phương Tây? Hôn lễ sao? Ừ. Anh nhớ hồi nhỏ hình như em nói em thích lâu đài kẹo ngọt phải không? Đừng nhé. Chuyện chúng ta kết hôn, em vẫn chưa biết nên nói với bố em thế nào. Nếu em không muốn nói thì anh nói nhé. Vẫn nên đợi đã. Bố em không chịu nổi cú sốc này đâu. Anh nói với em những chuyện này là muốn để em biết anh đã trưởng thành rồi, không phải cậu bé nhỏ ngày xưa nữa. Sau này anh có thể bảo vệ em, ủng hộ em, làm chỗ dựa cho em.
Phó chủ biên Lê, có gì muốn nói nữa không? Tôi không có làm. Thư tố cáo đã viết rất rõ ràng, còn có cả ảnh cô với Cận Tử Xuyên và Ninh Manh. Chứng cứ nhận hối lộ, không làm tròn trách nhiệm, thế mà cô còn có mặt mũi ngồi đây ngụy biện. Tôi thực sự kính nể tâm thái của cô. Thế thì để cảnh sát đến điều tra đi, cũng miễn để tôi ngồi đây dính díu với cô. Cô thực sự không coi danh dự của công ty ra gì? Vì một mình cô mà đến đồn công an sao? Bị cả cái ngành này chê cười. Lê Tưởng, bây giờ tôi cho cô thời gian nửa ngày. Nếu cô không thể rửa sạch hiềm nghi của mình thì ok, cô hãy tự nhận tội mà từ chức đi. Được. Xin chào. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Hôm nay tôi nói đơn giản một chút, một số sắp xếp công việc tiếp theo của phòng sale. Phải tăng thêm sức, bao gồm cả xét duyệt hợp đồng, chế độ của nhân viên sale, mức độ sát hạch, tất cả mọi phương diện đều phải tăng cường. Rồi, vậy tắt máy đi. Chúng ta tiếp tục cuộc họp. Chào cô Ninh, tôi là Lê Tưởng. Cô có tiện nói chuyện vài câu không? Phó chủ biên Lê, không sao, có chuyện gì cô cứ nói thẳng. Dân, là thế này. Lần trước tôi tìm cô làm người đại diện cho công ty WANAD. Chuyện này tôi còn chưa kịp báo cáo với công ty. Công ty bây giờ có chút nghi ngờ tôi. Tôi hy vọng nhờ cô giúp đỡ, giúp tôi chứng minh một chút. Đây là chuyện nội bộ công ty các cô, tôi can dự vào cũng không hợp lý lắm. Cô chẳng phải rất thân với giám đốc Cận sao? Trực tiếp tìm anh ta giúp đỡ chẳng phải ok rồi sao? Vậy cô cứ bận đi, tôi đi trước đây. Chị Tưởng. Chị Tưởng. Chị Tưởng. Phó chủ biên về rồi à? Thế nào? Không phải giả vờ giả dịch, nhìn mà thấy buồn nôn. Bà đây không tiếc gì cái vị trí này đâu nhé. Đợi đó mà nhận đơn từ chức của tôi đi. Lê Tưởng. Lê Tưởng. Cô ký gì vậy? Cô nhận hối lộ không làm tròn chức trách mà còn có lý phải không? Nhìn gì mà nhìn? Không có việc gì làm sao? Không có việc gì thì cút đi cùng cô ta đi. Buồn ngủ à? Thế mình về nhà đi. Không. Em đã bao lâu không về nhà rồi? Đừng vi vi. Trốn được một lúc, không trốn được cả đời đâu. Đều tại anh hết đấy. Về nhà nhìn thấy bố là em lại bối rối, sợ giấu không nổi chuyện chúng ta kết hôn. Em vẫn nên nghĩ kỹ, phải nói với bố thế nào xong mới về. Ừ, đều là lỗi của anh. Anh nghĩ cách giúp em. Đừng vi vi. Lê Tưởng.
Alo, Vivi, hình như mình uống nhiều rồi. Cậu đang ở đâu vậy? Cậu gửi định vị qua mình đi, giờ mình qua tìm cậu. Ừ. Ai vậy? Lý Tưởng. Em phải đi cứu cậu ấy rồi. Không được, không được đi. Hình như cậu ấy uống sai rồi. Bởi vì anh thấy có một người thích hợp hơn em. Ai vậy? Em không sao chứ? Không sao. Sao anh lại đến đây? Vì anh mà em đã nghỉ việc rồi. Nợ tình lớn như vậy, anh sẽ trả thế nào đây? Gì cơ? Em đừng uống nữa. Em uống nhiều rồi. Bên đây. Em gần đây có phải là gặp chuyện gì không vui không? Thì chính là vì cái cô Dương đó, ba lần bảy lượt làm khó em, nhắm vào em, còn bôi nhọ em. Em chỉ có thể từ chức thôi. Cho dù gặp phải chuyện gì không vui thì em cũng không được uống rượu sầu một mình. Sau này có khó khăn gì, anh đều sẽ cùng em đối mặt. Giám đốc Cận hôm nay sao lại có thời gian đại giá Quang Lâm? Mấy ngày trước tôi có nhờ phó chủ biên cấp dưới của anh cô Lý Tưởng làm một chuyện, không ngờ lại liên lụy khiến cô ấy từ chức. Anh xem một chút. Chủ biên dựa công ty anh thông qua hình thức nhận hối lộ, nhét người không thích hợp vào bên tạp chí, ngoài ra còn dùng thủ đoạn không chính đáng bôi nhọ để ép đồng nghiệp, gắn tội danh của mình lên người đồng nghiệp vô tội, dối trên lừa dưới. Ông chủ Trần, nếu anh không muốn những thứ này được đăng báo thì tôi khuyên anh nên nhanh chóng xử lý. Đây là sự sơ suất của chúng tôi. Giám đốc Cận, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra kỹ. Mấy ngày tới tôi muốn nhìn thấy kết quả xử lý của các anh và thông báo phục chức của Lý Tưởng. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Cậu được đấy. Cậu ngần này tuổi rồi mà chỉ tiêu cắt một điều bình thường. Gì đây? Chỉ là thỉnh thoảng nhịp tim không đều, khuyên cậu nên ít chơi game thôi. Đừng có nói linh tinh. Thì cậu lo cho em gái cháu mà. Cháu xem chuyện của em gái cháu nên làm thế nào. Cả ngày chỉ có nhà thì bánh ngọt, nhà thì bánh ngọt. Cậu thực sự cứ tiếp tục thế này thì thực sự không được. Cậu, chúng ta nghĩ cách khuyên Vivi thế nào đây? Cậu bắt nó phát triển mục tiêu mới cũng không có thời cơ mà. Để cậu nghĩ cách. Nghĩ cách gì? Cậu là cậu cháu, cậu có cách. Yên tâm đi. Sao chúng ta lại đến đây? Đến rồi em sẽ biết. Giám đốc Cận, chị Tưởng. Giám đốc Cận, anh hai, anh muốn làm gì vậy? Vốn dĩ chị Dương thích lấy quan hệ của chúng ta để kiếm chuyện. Chúng ta bây giờ là muốn chị Tưởng, giám đốc Cận thừa nhận quan hệ đó sao? Quan hệ gì cơ? Thì là quan hệ không bình thường ấy. Em đoán cuốn sách này nên là Tổng tài nối băng tán có biên tập. Hai chị Dương. Xuất hiện ảo giác rồi à? Đi nhầm phòng sao? Chủ biên Dương đã nghỉ việc rồi. Do lý do thời gian nên trang trí ở nơi này vẫn chưa đổi lại. Nghỉ việc rồi. Chị ta tốn công tốn sức của em đi như vậy mà lại nghỉ việc rồi. Chị ta bị khùng à? Còn nữa, văn phòng này sau này sẽ là của em. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Em thấy hơi choáng váng.
Dễ thương quá. Lê Tưởng, sao vậy? Em đồng ý làm bạn gái của anh không? Anh đã đi theo tôi suốt dọc đường rồi mà không có gì để hỏi sao? Nhìn trạng thái của cô, chuyện hôm nay tôi không trừ điểm nữa. Nghiệp vụ khác của cô ấy cũng không cần anh làm nữa. Anh trả tiền cọc không thiếu một xu lại cho cô ấy. Nếu không, với hành vi này của các anh, tôi xem nhà xưởng này của các anh có thể trụ được bao lâu. Tôi nói không phải là điểm công việc của cô, là tổng điểm của cô. Chúng ta thử hẹn hò đi. Làm sao đây? Mình hình như thực sự thích anh ấy rồi. Nếu đã hỏi một cách đầy thành ý như vậy thì mình cứ thử xem. Cậu đâu rồi? Xông lên đi, qua giúp cậu. Cậu xông lên phía trước đi. Cậu có biết đánh không vậy? Mau 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 lên mau. Đến rồi, nằm im. Bố Vivi, con đến rồi à? Nào, mau đến thăm bố em. Tim của bố khó chịu. Bố không sao chứ? Vivi, bố lớn tuổi rồi nên tim lá lách các thứ đều không tốt. Mấy hôm trước bố chơi xuyên đêm với chú Lý của con, bố đã cảm thấy không khỏe rồi. Vivi, trước kia bố đã nói với con rồi, con đường con tự chọn thì con phải tự đi. Con xem bố sức khỏe cũng không tốt, hy vọng con có thể có một bến đỗ bình yên. Vivi cũng lớn rồi, cậu có điều gì thì nói trực tiếp với máy đi. Em ấy chắc sẽ không trách cậu đâu. Bố vẫn hy vọng con có thể tiếp tục đi xem mắt. Thế nào rồi? Đường Vivi, em nói cho chú Đường biết đi. Chú ấy chẳng phải cứ hối em lấy chồng sao? Chú ấy mà biết rồi thì nhất định sẽ rất vui mừng. Sau này em cũng không cần đi xem mắt nữa. Hơn nữa anh cũng có thể đường đường chính chính ở bên em rồi. Anh chắc chắn là vui mừng chứ không phải sợ hãi. Tim bố em không tốt, vẫn nên tìm một thời cơ thích hợp rồi nói với bố sao? Lâm Nhiên, không nghe thấy. Được, hôm nay em nghỉ làm đi cùng anh. Đi đâu cũng được, coi như bù đắp cho anh. Xin chào, chìa khóa của anh. Cảm ơn. Cái nào của em? Cái này. Đi thay đồ đi. Cảm ơn nhé. Đường Vivi, em với Lâm Nhiên đừng có không rõ ràng thế nữa, mau chia tay. Vẫn phản đối tụi mình à? Được, đến lúc đó cho các người thấy.
chính thức công bố. Mong chỉ bảo nhiều hơn. Không được, mình đã không còn là mình của trước kia rồi. Mình không nên làm chuyện ấu trĩ này. Lâm Nhiên, anh xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Ra ngay đây. Dân. Bỏ đi, bỏ đi. Có lẽ đây chính là ý trời. Chuyện gì vậy? Vivi kết hôn rồi. Kết hôn rồi. Đây là ai vậy? Công bố chính thức, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trời ơi. Cậu, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Ở chỗ cậu thì không có chuyện lớn gì cả. Cháu hiểu không? Cậu tự xem đi. Cái gì? Cậu tự xem đi. Ai kết hôn cho nói đi. Đường Vivi. Đường Vivi. Đường Vivi. Sao cháu không nói sớm? Cháu nói nhưng cậu có nghe đâu. Đây chính là chuyện lớn. Vivi, em có biết câu chuyện về người cá không? Là người cá phát hiện ra công chúa. Vì cứu công chúa mà phải hô hấp nhân tạo. Dừng lại. Lâm Nhiên, trước kia không nói, em gái tôi bây giờ đã kết hôn rồi mà cậu vẫn muốn xen vào. Cậu muốn phá vỡ hạnh phúc của nó sao? Vivi, con từ khi nào học được cái kiểu tiền trảm hậu tấu vậy? Con hình như thấy rất sốt ruột. Có phải con thấy bố giờ không quản nổi con nữa rồi đúng không? Nếu bố bị bệnh tim thật thì bố đúng là không quản nổi con. Con. Bố, cậu, trước kia hai người kế con đi xem mắt, giờ con kết hôn rồi, hai người vẫn không hài lòng. Thật sự không hiểu rốt cuộc hai người muốn gì nữa. Bố muốn con có một cuộc sống ổn định. Bố muốn con sống tốt. Nhưng giờ con như này có thể sống tốt được sao? Con không thi lên tiến sĩ, đi mở tiệm bánh ngọt cũng được thôi. Con vẫn hẹn hò giới dẫn với thằng nhóc Lâm Nhiên. Chúng ta cũng chiều theo con. Bây giờ bảo con đi xem mắt, con lại lấy cái giấy đăng ký kết hôn ra. Bố thấy con càng ngày càng không giống mẹ con rồi. Con và mẹ vốn dĩ không giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, bố cứ nói mẹ hy vọng con thế này thế kia. Con như thế nào mới giống mẹ được? Con biết bố rất nhớ mẹ. Con cũng rất nhớ mẹ. Nhưng cách nhớ có rất nhiều kiểu. Con không muốn sống cuộc đời y như của mẹ. Thank you.
Khi nãy thái độ nói chuyện với bố hơi quá rồi. Phẫn nộ quả nhiên là thứ cảm xúc phá hoại tình cảm nhất. Anh, những lời em sắp nói đây có thể hơi gây sốc. Dám hẹn tôi đến đây, bị ăn đấm nên là cậu đó thằng nhóc. Chuyện đầu tiên là em và Đường Vi Vi đã kết hôn rồi. Thằng nhóc con, cậu nói lại lần nữa xem. Anh, bố, em và Đường Vi Vi đã kết hôn rồi. Thằng nhóc xấu xa, hai đứa chẳng phải đã chia tay rồi sao? Chẳng phải cậu đi nước ngoài rồi sao? Cậu còn lừa em gái tôi nữa. Em không có lừa gạt, em và Đường Vi Vi là tâm đầu ý hợp. Cậu còn nói nữa. Để nó nói đi. Chú Đường, con đã trưởng thành rồi. Vi Vi sau này đi theo con, sẽ không ai có thể bắt nạt được cô ấy. Nhìn hai đứa đánh nhau cả buổi sáng, ăn cơm còn chưa ăn nữa. Chú Đường muốn ăn gì con mời. Ăn gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai. Con đứng đó làm gì? Đi tắm đi. Đi. Đi thôi anh vợ. Đi tắm đi. Đi thôi. Chào mừng quý khách. Làm ăn cũng tốt đấy nhỉ? Cũng tạm. Anh ngồi đi. Ừ. Muốn uống gì không? Gì cũng được. Ok. Vậy nước canh nhé. Ừ, cảm ơn nhé. Vi Vi, chuyện lần trước, cảm ơn cô nhé. Không có gì, anh cũng không cần phải mua thứ đắt thế này đâu. Đắt đúng là có hơi đắt xíu, nhưng tôi cũng không phải mua chợ bán buôn đâu. Và tôi cũng không có trả giá. Cảm ơn anh. Vi Vi, em nói xem giữa hai chúng ta. Tôi kết hôn rồi. Lần trước tôi thấy cô với em trai cô là em với Lâm Nhiên. Được rồi, cô bận tiếp đi, tôi đi trước đây. Anh đợi chút. Đợi xíu. Tôi hôm nay vừa hay làm ít bánh ngọt, anh mang về cùng ăn với cô nhé. Mẹ tôi không ăn được, bà ấy bị bệnh tiểu đường. Nhưng mà cảm ơn cô nhé, cái này tôi ăn được. Mẹ tôi giờ chỉ có thể ăn những thứ có chất thay thế đường thôi. Chất thay thế đường. Được, không sao, anh ăn đi. Cảm ơn cô nhé. Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt. Chất thay thế đường. Vi Vi, hôm nay em tìm anh có việc gì không? Anh, em nghe nói công ty anh gần đây có nghiên cứu phát triển chất thay thế đường. Đúng vậy, có một phần đã đưa vào sử dụng rồi. Em cần sao? Gần đây em mở một tiệm bánh ngọt, em muốn làm hệ bánh kem không đường dành cho những bệnh nhân không ăn được đường. Vậy nên muốn hỏi quý công ty có ý muốn dự án về chất thay thế đường anh vẫn luôn phụ trách. Nếu em cần thì chúng ta có thể hợp tác bất cứ lúc nào. Chị ơi, có kiện hàng chuyển phát nhanh. Cảm ơn nhé. Không cần khách sáo. Cả nhà mình ngọt ngào thật đấy. Chị Vi Vi, Lâm Nhi, hôm nay em trong tiệm vất vả rồi. Trước kia chị chưa nói với em là chị có một cái kiện hàng. Là cái này phải không? Anh xem thích. Cái gì vậy? Đưa em. Không được, em phải. Tránh ra.
Cùng rửa tay đi. Anh ấy tập về cho em. Đợi anh. Giơ tay ra. Quay ra đằng sau. Chị gái ngoan quá. Anh mấy tuổi vậy? Anh 7 tuổi, em 5 tuổi. Nào, để anh trai rửa tay cho em gái. Trẻ con. Chỉ thế này với em thôi. Hôm nay anh đến phòng quyền anh, có phải liên quan đến anh trai em không? Không sao. Giao lưu giữa đàn ông với nhau, em không hiểu đâu. Dù sao thì cửa ải nhà em anh cũng đã vượt qua rồi. Chuyện của đàn ông em không hiểu. Nói chuyện. Sớm biết thì anh đã chịu thêm mấy quả đấm để em thương anh hơn. Anh thế này gọi là sự tự tin mù quáng, cực kỳ cần phải tư vấn tâm lý. Thứ này có vị ngọt thật. Không có. Xạ độc đầu độc anh. Được thôi. Em một miếng, anh một miếng. Trên con đường xuống Hoàng Tuyền, chúng ta vẫn là có đôi có cặp. Chị Vivi, em làm phiền. Xin lỗi. Xin lỗi nhé. Không sao. Mình vẫn rất thích cậu, cho dù bạn là người mà mình mãi mãi không có được. Bắt đầu nhớ cậu thường xuyên. Đưa cái này cho em cháu. Dù sao chứ cũng không dùng. Đại hội sáng nghiệp thanh niên. Thế cậu thì đưa đi. Dù sao lúc nãy máy cũng đang trong bếp mà. Đừng phí lời. Cứ đưa cho nó. Dù sao nó mở tiệm, cậu cũng không ủng hộ nó. Bố, anh ơi, ăn cơm thôi. Đến đây. Vivi, vất vả rồi. Đảm đang vậy. Đương nhiên rồi. Thử đã, thử đã. Món sườn này nhìn đậm tương bóng mỡ như vậy. Anh thử xem. Cái này hơi bị khét. Nó không phải là xương xào chua ngọt đâu. Ngon, ngon mà. Còn bí đỏ nữa, được đấy. Tốt cho sức khỏe. Anh thích. Em vốn dĩ muốn làm món bí đỏ hầm thịt, nhưng lại quên mua thịt. Không sao, chỉ ăn bí đỏ thôi cũng được. Anh thích. Cậu nhìn tụi cháu làm gì vậy? Cậu cũng ăn đi. Điện thoại của bố kia. Bố nghe điện thoại cái đã. Quay lại ngay. Anh, hay là anh ăn thêm bánh ngọt đi. Em làm bánh ngọt rồi. Đừng. Đừng bận nữa em gái. Có thứ muốn cho em xem. Thư mời. Thực ra gần đây việc kinh doanh tiệm bánh ngọt của em rất tốt. Thực sự không cần đâu. Bố đưa cho em đấy. Xem kỹ đi. Cuộc đời của đồng chí Đường Kiến Quốc đúng là ngập tràn trí tuệ nhỉ. Trên thư mời cũng không nói có thể đi hai người, nhưng nó có nhắc là được dẫn theo người nhà. Đã đi là đi 2-3 ngày.
Vừa hay hai ngày này là cuối tuần, mình đến ký túc thu dọn hành lý. Anh đi cùng em. Tình yêu của người vị thành niên cần kiến tạo cảm giác khoảng cách. Vậy thì vừa hay. Em là vị chưa thành niên, anh phải quấn lấy chị gái. Anh đây chỉ là chướng ngại hạn chế dựa vào mình em thôi. Thế anh chính là chướng ngại vật của chị gái rồi. Đi thôi. Chị Vivi. Chào các bạn. Chào chị dâu. Chào các bạn. Các bạn cứ bận đi. Giường nào là của anh? Cái này. Vivi, em thực sự định dẫn tên nhóc đó. Từ khi nấy về cứ bận suốt. Lần này vừa hay là cuối tuần, coi như bù một kỳ nghỉ cho nấy đi. Được thôi. Cậu ta nghe thấy chắc mừng chết đi được. Em vẫn chưa nói với anh ấy. Được. Không hổ là em gái anh. Dạy chồng có chiêu. Tôi không ở đây không lên nổi điểm rồi phải không? Tôi nói với mấy người các cậu, cả ngày ký túc xá chơi game. Tôi đọc sách mà. Đọc sách gì chứ? Cậu thấy kia mà đọc sách sao? Tôi nói các cậu nghe, có thời gian thì ra ngoài đi vòng vòng, ra ngoài lượn nhiều vào, không chừng có thể dắt được cô bạn gái nào theo, đúng không? Đánh xong ván này thì ra ngoài chơi bóng đi. Đánh xong ván này tôi sẽ ra ngoài. Năm nay tôi nhất định sẽ dẫn một cô bạn về. Yên tâm. Cái này không có gì hay cả. Em nhìn cái này. Cuốn phác thảo này, bên trên đều là anh vẽ đấy. Dễ đẹp lắm đấy. Dễ chăm chỉ lắm. Em nhìn xem. Mở ra coi. Đưa đến địa bàn của mình. 4. Đưa xem nhà. 5. 3 năm 2 con. Bản kế hoạch theo đuổi vợ. Vivi, bản kế hoạch đó đúng là một sự hiểu lầm. Với cả anh đây là sốt ruột mà, chủ động xuất chiêu. Nếu không anh thực sự không có cơ hội nữa.